Khi mà mỗi tháng thì sẽ có một số của IBSG đều đặn và về thông tin ngày cụ thể diễn ra IBSG Webinar luôn được các anh chị ở trong ban tổ chức của IBSG Webinar post ở trên các kênh như là website và Facebook. Sau đó là em có paste đường link của các kênh thông tin của IBSG và rất mong anh chị bạn em có thể save những cái đường link này để thi thoảng chúng mình có thể vào để đọc và cập nhật tin tức về khoa học cũng như là các thông tin về tổ chức những buổi chia sẻ không chỉ IBSG webinar mà còn có journal club và workshop và các buổi chia sẻ khác nữa. Và anh Vũ ơi, hôm nay anh có muốn chia sẻ về kế hoạch của chương trình nào sắp tới của mình không ạ? Ừ, cảm ơn Bích Ngộ. Vào tháng 10 thì chương trình Journal Club sẽ do bạn Phạm Trường Duy làm mentor, và Phạm Trường Duy sẽ hướng dẫn các em đọc một bài báo về lĩnh vực tiên sinh học, bioinformatics rất là hay, cho nên là rất là mong các anh chị em theo dõi để có thể theo dõi buổi Journal Club hôm của tháng 10. Và lịch của seminar tháng 10 thì nhóm sẽ cập nhật sớm lên trên website cũng như là các kênh truyền thông khác. Và nếu như mà các anh chị em có follow IBSC thì có thể follow tin tức của nhóm cả trên Facebook lẫn Twitter. Ngoài ra thì nếu mà các anh chị muốn nhận được cái link Google Calendar Invite thì có thể cung cấp email cho nhóm, rồi nhóm sẽ gửi invite trực tiếp đến hòm thư cho các anh chị để các anh chị có thể nhận được tin tức ngay tức thì và không bị bỏ nhỡ bất kỳ sự kiện nào. Cảm ơn Bích Nộ ha. Em cảm ơn anh về những thông tin vừa rồi và chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin về IBSG Webinar số tháng này. Hôm nay đến với IBSG Webinar chúng ta rất là hân hạnh có được sự có mặt của diễn giả là chị Nguyễn Thị Hồng Nhung. Hiện chị đang là Assistant Professor tại Department of AI and Software Engineering, Gachon University, South Korea. Và hiện tại chị Nhung cũng đang ở Hàn Quốc. Thế nên là các anh chị bạn em đang trong webinar của chúng ta ngày hôm nay, nếu như mà có những câu hỏi muốn trao đổi hoặc là sau chương trình ngày hôm nay muốn trao đổi với chị kỹ hơn thì đâu đấy chúng ta có thể liên lạc, nếu mà các anh chị bạn em mà có đang ở gần vị trí địa lý với nhau thì có thể connect để gặp nhau nếu mà chị Nhung có thời gian ạ. Và em xin phép được chia sẻ đôi chút thông tin về chị Nhung. Chị Nhung tốt nghiệp Bachelor Science in Information Technology năm 2011 tại University of Engineering and Technology, Việt Nam National University, Hà Nội. Và chị học Master in Software Engineering năm 2016 tại University of Engineering and Technology, Việt Nam National University, Hà Nội. Sau đó thì chị làm PhD in Electronics Engineering năm 2020 tại Myeongji University, South Korea. Và một trong những điều rất thú vị đó là những chương trình học của chị hay là những nghiên cứu hướng đi của chị thì liên quan đến technology rất là nhiều, và hiện nay thì chị còn đang nghiên cứu và làm việc về phần liên quan đến AI approach. Và một người nữ làm trong lĩnh vực này là một điều rất đáng tự hào và trân trọng. Hôm nay đến với chúng ta, chị sẽ chia sẻ nhiều hơn về phần liên quan đến AI approach for privacy, preserving in healthcare và các kênh thông tin liên quan. Cũng rất mong là thông qua bài chia sẻ của chị ngày hôm nay thì tất cả các anh chị bạn em chúng ta sẽ có những cái nhìn chi tiết hơn, rộng hơn về liên quan đến công nghệ, liên quan đến AI hoặc liên quan đến technology và công nghệ thông tin ở trong các lĩnh vực nghiên cứu của mình. Rất cảm ơn chị Nhung đã dành thời gian đến với chúng em ngày hôm nay. Và sau khi mà chị Nhung xong phần chia sẻ của mình thì chúng ta sẽ tới section Q&A. Tại section Q&A, anh Vũ sẽ đồng hành cùng chúng ta. Rất mong anh chị bạn em trong quá trình chị Nhung trình bày thì chúng ta sẽ không bật mic, không raise hand, không làm những thao tác mà gây ra noise ở âm thanh nền, và chúng ta có thể đặt câu hỏi bằng cách để lại tên tiếng Việt có dấu cùng với câu hỏi của mình ở trong phần chat box. Ngay sau phần trình bày của chị Nhung kết thúc thì anh Vũ sẽ gọi các bạn em đã đặt câu hỏi theo thứ tự lần lượt ở trong phần chat box.
để mình có thể bật mic và trao đổi chia sẻ trực tiếp cùng với chị Nhung. Và một lần nữa chúng em xin được gửi lời cảm ơn chị Nhung cùng với tất cả các anh chị bạn em đã dành thời gian của tuần của mình để tham gia IBSG webinar ngày hôm nay. Và không để anh chị bạn em chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ em xin phép được nhường lời cho chị Nhung và mời chị chia sẻ màn hình ạ. Xin chào mọi người. Thì đâu chắc là mình sẽ xưng là mình, không biết là ok, trước tiên thì em xin cảm ơn anh Vũ, chị Thỏa và anh Thư và chị Huyền đã tổ chức cái buổi webinar ngày hôm nay. Ok, mọi người có nhìn thấy cái screen của em không? Đã có. Ok. Thì thực ra thì mình cũng dôn vào IBSG từ năm 2016. Lâu tham gia một số cái hoạt động của IBSG. Nhưng mà cũng sau đấy thì thời gian cũng có một số cái công việc cá nhân này, mình cũng tốn ít hơn một chút, nhưng mà mình vẫn theo dõi các cái webinar, rất là nói chung rất là hữu ích của IBSG, và thực sự là cảm thấy là các anh chị rất là nghiêm túc trong cái hoạt động học thuật của mình ấy, nên là rất là nói chung luôn luôn là rất là cảm thấy rất là trân trọng và cảm thấy được truyền cảm hứng rất là nhiều. Thế ra mình xin được conflict lại một chút về cái thông tin lúc nãy là bạn nói là mình tốt nghiệp đại học năm 2011 ấy, thì cũng đúng lắm, tại vì mình tốt nghiệp đại học vào năm 2015 cơ. Tức là mình tốt nghiệp vào 2015. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về cái bản thân mình một chút. Thì để mọi người có thể nói chung là biết qua hơn về mình cho ai không biết. Ok, thì thì mình tốt nghiệp mở ngành công nghệ thông tin vào năm 2015 ở trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, và mình sau đấy thì mình cũng học master ở trường vào ngành 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 công nghệ phần mềm, và sau đấy thì mình nghiên cứu về AI cho cybersecurity ở Hàn Quốc. Thì thực ra thì cái câu chuyện thì mình cũng lúc mà mình học BD ấy, lúc mà mình học master ấy, học software engineering ấy, thì ban đầu thì mình cũng muốn làm là ban đầu là mình định làm kỹ sư phần mềm cơ, tức là mình luôn ban đầu luôn luôn nghĩ là mình sẽ làm những ứng dụng như thế, chứ mình không 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 nghĩ là mình sẽ làm khoa học đâu, không nhà khoa học đâu. Thực ra có một vài cái bước nó thay đổi ấy. Thì đây cái working của mình, cái công việc của mình, thì ban đầu mình cái năm 2015 khi mà mình tốt nghiệp ấy, thì là mình làm mình cũng internship ở NTT Data, là một cái công ty của Nhật Bản, tập đoàn Nhật Bản cơ. Thì lúc đấy cũng gặp một số bạn internship, thì mình khá là cảm thấy cũng thích làm software engineering rồi. Thế nhưng mà làm software engineering thì thời điểm đấy thì là năm 2015, thì cái công ty NTT thì nó gần ngay ở trường học của mình ấy. Thế thì mình cũng quyết định là mình đi học thêm một cái bằng master. Thì lúc đấy là mình cũng kiểu ồ thôi thì đi học. Thế là mình đi học và lại làm internship ở công ty, thì và làm ở công ty. Thế thì nói chung nó cũng có một số cái thay đổi. Thì năm 2016 thì mình làm giảng viên ở trường Đại học Công nghiệp Việt Trì ở khoa Công nghệ Thông tin. Thế thì cái việc mà mình làm giảng viên ấy, thì nó cũng khá có nhiều cái, nó không có mình dạy ở trường ấy. Thì lúc đấy là mình dạy dạy một số môn, tại vì trường ấy là trường trước là trường Cao đẳng Hóa chất, sau là trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, thì mình nó là bộ môn tin học ấy, sau lên khoa công nghệ tin. Thế thì Đại học Công nghiệp Việt Trì thì chủ yếu ấy, mảng nó là về hóa chất, tức là rất nhiều nên là mình dạy, thực ra mình có rất nhiều sinh viên ngành ngành hóa. Cái thời điểm đấy mình đi dạy là toàn các cái lớp hóa thôi, tức là dạy về tin học văn phòng, hoặc dạy Word, Excel, rồi là dạy những cái khá là cơ bản. Thế thì khi mà bộ môn công nghệ bộ môn tin học ấy của Đại học Công nghiệp Việt Trì lên thành là khoa công nghệ tin ấy, thì là bắt đầu có một số cái môn về 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 software engineering các thứ, thì mình dạy các cái môn đấy, mình dạy môn lập trình web, lập trình di động đó. Thì các cái khoa khoa công nghệ tin lúc đấy thì đông sinh viên nữa đó, thì mình dạy cái khoa chủ yếu là về kỹ thuật phần mềm, về công nghệ phần mềm đó. Thì tức là mình chủ yếu là dạy, chứ là ở trường thì nghiên cứu rất là ít. Thì đấy là lý do mà mình tức là mình lại muốn là làm được một cái ứng dụng gì mà nó phải thực sự là hấp dẫn trong công nghệ phần mềm và cũng có ứng dụng công nghệ tin. Thế thì lúc mà mình đi học công nghệ phần mềm ấy,
thì ở trường cũng thời điểm đấy thì AI chưa phát triển đâu, gần như là không ấy, chỉ có là môn phụ thôi. Thế thì lúc đấy cũng được truyền cảm hứng là học AI, thì là lúc ấy thích học AI vì ngay từ lúc đấy mình đã thích AI rồi. Thế nhưng lại học công nghệ phần mềm, về khóa luận cũng là làm về công nghệ phần mềm, làm về kiểm thử tự động và làm về kiểm thử hành vi trong phát triển phần mềm, làm với thầy Trương Anh Hoàng ấy. Lúc ấy không biết là ở đây có, tại vì ở trong mình ở trong cái trong group mình thì chủ yếu về y sinh, chắc là không không ngờ người biết về không nhiều không mọi người không biết về về cũng không không quan tâm về AI, về công nghệ tin lắm. Thì lúc ấy mình làm với thầy Trương Anh Hoàng thì thầy cũng thầy lúc đấy thì lại có một số sinh viên làm về 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 Bitcoin các thứ, thì thầy cũng muốn mình định hướng theo hướng đấy cơ, nhưng mà mình lại không không theo hướng đấy mà mình cứ chọn là theo công nghệ phần mềm. Thế thì lúc đấy là thầy Hoàng mình làm khóa luận năm 2015 và 2018 với 2017 với thầy Hoàng là tốt nghiệp về về công nghệ tin và công nghệ phần mềm, thì lúc đấy thì cũng không có thầy Hoàng thì lại không, thầy Hoàng thì chủ yếu làm về công nghệ phần mềm ấy. Thì lúc đấy là sau khi tốt nghiệp xong thì thầy cũng bảo, mình cũng bảo thầy là hay là em muốn làm về AI trong 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 healthcare, tức là lúc mà mình chuẩn bị đi học tiến sĩ ấy, à, lúc mà mình chuẩn bị cho học BD ấy, là mình muốn làm cái đề tài là AI trong healthcare cơ, chứ không phải là cái đề tài mình làm ở bên Hàn Quốc là AI trong trong cyber security. Mình làm AI trong cyber security bởi vì lúc mà sang, khi mà mình xin được cái học bổng bên Hàn Quốc ấy, thì là ban đầu mình cũng nghĩ là mình sẽ làm cái topic là AI trong healthcare, nhưng mà khi sang Hàn thì cái lab của mình ấy là lab làm về deep learning, học sâu, thì tất nhiên là server thì có nhưng mà cái data ấy thì lại không có về healthcare. Lúc đấy thì mình gặp một số cái, nói chung là cái thời điểm đi học mình cũng gặp rất nhiều vấn đề luôn ấy, bởi vì là cái yêu cầu của bên Hàn Quốc là phải là 2 bài SCI thì mới ra trường lúc đấy. Thế xong nói chung là rất nhiều nên là mình cũng phải thay đổi các cái hướng nghiên cứu. Mình cũng khá liên hệ với các anh chị để làm cái topic AI trong healthcare ấy, nhưng mà không 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 tìm ra cách nào để viết được một cái paper trong healthcare khi mà chưa có data cả. Và mà thời điểm đấy là cũng cũng khó bởi vì lúc đấy Covid nữa nên là cũng không có về Việt Nam được. Nói chung là gặp rất nhiều vấn đề. Nhưng mà mình cũng may mắn thì giáo sư mình có một cái ông giáo ở bên bên Mỹ. Bên Mỹ thì làm về cyber security. Thế thì hàng tuần thì mình có các cái cuộc họp với lại giáo sư ở bên Mỹ. Và giáo sư mình thì là cuối cùng cũng may mắn là sau khi mà tốt nghiệp PD thì mình có được có hai có 5 bài SCI, có 2 bài là Q1 đều liên quan đến AI và cyber security, 2 bài Q1 và nói chung là may mắn ý. Thế là rồi mình cũng tốt nghiệp được. Tốt nghiệp được thì cái năm 2021 ấy, nãy bạn bạn Nụ có vừa nói ấy, thì là Covid nó xảy ra rất là nhìn, nói chung là rất là gần như là mình không được ra ngoài, lockdown luôn, chỉ ở nhà nghiên cứu thôi. Là 2 năm đấy là mình ở Hàn Quốc thì tập trung nghiên cứu, thì về lúc về Việt Nam thì được nhận tin là mình được accepted mấy cái bài báo á, đó là lý do mà mình khá là đúng motivate để mà làm tiếp đi đi và sang lại Hàn. Mình cũng có online 1 kỳ ở Việt Nam cho như là thế. Thì đấy là cái câu chuyện VD của mình. Đó thì năm 2022 mình tốt nghiệp. Cuối năm 2022, đầu năm 2023 thì mình về Việt Nam 1 năm. Tức là về cái trường Đại học Công nghiệp Việt Trì này. Mình tiếp tục giảng dạy. Thì lúc đấy mình cũng làm trưởng bộ môn công nghệ phần mềm. Trưởng bộ môn công nghệ phần mềm khoảng 2 kỳ, gần từ 1 năm đấy. Tức là năm 2023 ấy. Thế thì, nhưng mà ở Việt Nam thì cái trường của mình ấy, thì nó có bộ môn công nghệ phần mềm và mạng máy tính. Thì công nghệ phần mềm thì nó không có liên quan nhiều đến AI, à, tức là gần như là mình là người mới nhất luôn đấy về AI, mà mình lại rất muốn làm tiếp tục cái topic là AI trong healthcare, tức là làm sao để ứng dụng AI trong 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 chăm sóc sức khỏe. Thực ra có một cái lý do nhỏ mình muốn làm về AI trong healthcare là bởi vì bà ngoại của mình lúc trước khi mà mình thi đại học ấy thì bà ngoại mất, thì mà lúc đấy thì mình đã chọn thi công nghệ thông tin, nói chung là mình rất là muốn làm một cái gì đấy trong trong y sinh. Đó thì đấy là một lý do mà mình tiếp tục chọn là mình sang lại Hàn Quốc và mình làm lúc đấy thì làm về AI. Thì cái vị trí Assistant Professor ở ở trường khoa AI và kỹ sư phần mềm của trường Đại học Trơn ấy, thì mình được tự chọn hoàn toàn topic nghiên cứu, mình được tự chọn toàn toàn topic nghiên cứu, mình có thể nghiên cứu về AI hoặc là cyber security tiếp tục cũng được. Thế nhưng mà
Thực ra thì gần đây thì mình vẫn tiếp tục viết paper về AI trong cyber security vì hướng đấy mình đã quen rồi, và mình cũng có một vài cái idea từ cũ ấy, thì mình cũng mới public một cái bài về về AI trong cyber security. Còn AI trong healthcare thì nói thật là nó cũng là đang là cái topic mà mình thực ra là đang nghiên cứu thôi. Đó, thế nên là cũng rất là cảm ơn anh Huy và chị Thỏa và anh Thư đã để cho mình talk cái bữa hôm nay về cái topic là AI trong healthcare. Và topic của mình này, bây giờ mình sẽ vào cái topic của mình là một cái cách tiếp cận AI trong healthcare dựa trên cái technical là federated learning, nghĩa là học liên kết. Thì nói mình cũng xin được chia sẻ nữa là nhóm mình là chủ yếu về y sinh ấy, nên là mình sẽ gọi là nói lại những cái khái niệm gọi là cơ bản nhất về AI. Tại vì cái môn này mình cũng đang dạy cái môn này cho cái khóa cao học ở trường Ca Trơn. Thực ra trở trường Ca Trơn có một cái đặc điểm là chủ yếu là research thôi, mình làm chủ yếu research, nhưng mà mình một kỳ chỉ cần dạy 1 đến 2 môn thôi. Như kỳ này là mình chỉ dạy có một môn thôi, thì mình chọn cái topic là AI trong healthcare thì mình cũng đang dạy. Nhưng mà trong cái bài topic hôm nay thì mình sẽ chỉ chia sẻ những cái cơ bản nhất về về AI để mọi người có thể gọi là tiếp cận thôi, và một số cái trong federated learning. Đó, và nói chung nếu có thể thì tương lai hy vọng là sẽ có thể đi sâu hơn về cái topic này và có thể làm được một cái nghiên cứu mới. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vào cái khái niệm cơ bản nhất về AI để hy vọng là mọi người có thể tiếp thu được một vài cái. Đây là ok, right, so thì thực ra ấy, khái niệm cơ bản về AI mọi người nghe rất là nhiều người cứ mọi người cứ AI là cái gì liên quan thì chỉ để liên quan đến computer science, hay là liên quan đến toán học, hay liên quan đến, thì AI nó khái niệm rất là tổng quát, nó tổng quát được tất cả các cái ngành, nó tổng quát rất là, vì AI có thể là về triết học này, đó, toán học này, hay là kinh tế học này, hoặc là khoa học thần kinh này, hay là kể cả về tâm lý học. Tại vì tại tất cả các cái ngành này đều phát triển chung về tất cả những ngành này mới gộp lại để mà nó làm nên cái, vì AI là viết artificial intelligence, nếu mà mình dịch ra tiếng Việt. Nói ra slide này mình làm bằng tiếng Anh nhưng mà mình nói bằng tiếng Việt đấy, để mọi người cũng chắc là ở đây cũng các anh chị trong nhóm mình thì đều có thể dịch được tiếng Anh đúng không? Nên là ok, thì cái nếu mà dịch ra tiếng Việt mình nói nó là trí thông minh nhân tạo. Thì trí thông minh nhân tạo thì trí thông minh thì không phải chỉ là thông minh về toán học đúng không ạ, hay thông minh về, thì nó rất nhiều dạng, nên là AI nó là tất cả những cái khái niệm này, nó là tất cả tổng quan của rất nhiều ngành, neuron science hay là biosecurity, nói chung là rất nhiều. Thì nếu mà mọi người mà muốn đọc về AI ấy, thì trong cuốn sách này có rất là nhiều cái khái niệm này, mà khái niệm rất là hay này, nó là một cái cách tiếp cận mới với AI. Thực ra cái cuốn sách này thì thầy Đinh Mạnh Tường cũng đã dịch, này mình nhớ là năm 2024 là mới dịch, mới mới làm một cuốn mới là trí tuệ nhân tạo và cách tiếp cận mới hiện đại, thì là thầy mới dịch cuốn mới thì nó theo cái format này rồi. Chứ ngày xưa thì thầy cái cuốn tiếng Việt Nam viết cũng hơi kiểu hơi hơi sâu về toán rời rạc ấy, thầy Đinh Mạnh Tường viết ấy, thì nó không không có bao quát hết tất cả các lĩnh vực AI. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn bao quát hơn ấy, thì cái cuốn này rất là hay này. Cái cuốn này là một cái, nói chung là nó viết rất là nhiều về những cái lĩnh vực này. Đó. Mình nghĩ là người có thể tham khảo thêm. Ok, thế thì những cái ứng dụng cơ bản nhất của AI mọi người, nếu để mà đơn giản nhất thì mình có thể hiểu, ví dụ như là mình có thể sử dụng cái pixel của hình ảnh để mà detect hoặc là để xem là đây là con mèo hay là con chó. Đó đó là một cái của AI. Dụ AI nó sẽ, tức là máy nó sẽ học cả những cái feature dựa trên cái pixel hình ảnh thôi. Đó, hay là bây giờ hiện tại thì có thể là bạn xem cái Netflix ấy, thì mình có thể là mình thích cái video nào ấy thì nó recommend cho mình ấy. Thì đấy cũng chính là những cái hiện tại nó đang làm rất là nhiều. Đó, thì bây giờ như dùng sensor data để mà predict cái xác suất của trời mưa hay nắng ấy. Đó. Thì bây giờ hiện tại thì mọi người đang dùng chat GPT. Chat GPT là một cái phát triển nhất của AI rồi. Thế nhưng mà chat chat GPT thì nó dùng dữ liệu lớn, hoặc nó cũng cũng nó không còn là những cái ứng dụng simple đơn giản như thế kia nữa. Như con phân biệt con chó con mèo là cũng rất là đơn giản đúng không? Rất là simple. Đó. Ok, thì cái khái niệm trong AI về cái
Nếu mà nhìn từ ngày xưa ấy, thực ra nó có một quá trình rồi. Thì ngày xưa là đã có những khái niệm về AI rồi, chứ không phải bây giờ mới mới bắt đầu đầu thịnh hành đâu. Ngày xưa đã có, nhưng mà cái thời điểm đấy thì là AI chưa được, gần như là mọi người không 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 nghĩ là nó sẽ làm được một cái gì đó, nên là mọi người không 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 phải tin, không 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 kỳ vọng vào nó. Thế nhưng mà ngày xưa nó đã có những cái khái niệm rồi, ví dụ theo năm 1985 thì mọi người đã có những khái niệm như là AI nó là một cái máy tính mà có thể suy nghĩ với đầy đủ các suy nghĩ rồi, hoặc là nó có thể ra quyết định này, hay là học này. Đấy, đó là những khái niệm ban đầu của AI. Cho đến bây giờ thì nó vẫn đúng, tức là ngày từ khởi khởi điểm thì bây giờ nó đã làm được những cái mà ngày xưa mọi người bác bỏ, ngày xưa gần như mọi người bác bỏ. Thì nếu mà mọi người đọc thêm vào trong những cái cuốn sách về AI ấy, cuốn sách mà mình vừa vừa suggest ấy, thì nó cũng viết về cái lịch sử của AI. Thì đây là lịch sử của AI từ rất là lâu rồi, từ năm 1943 nó đã bắt đầu có những khái niệm khởi sinh rồi. Đấy, cái năm 1956 ấy, đó thì có một cái workshop của hai nhà khoa học của một trường đại học đã, thì nó được coi là ngày gọi là đầu tiên của AI. Cái workshop đấy nó đã present một cái bài báo mà viết về cái khái niệm của AI, thì đấy chính là cái khởi điểm. Thì từ năm 1956 thì đã có những khái niệm này rồi, chứ tức là thời ngày xưa các cha ông các cái bậc tiền bối của mình đã phát đã ra khởi điểm AI rồi. Thế nhưng mà nó có những cái giai đoạn up and down ấy, tức là gọi là chìm xuống ấy. Mọi người nói đến AI không 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 tin tưởng, và gần như là nó như một cái gì đấy nó không hề không tức là mọi người nghĩ là không làm được, tức là không thể nào mà làm ra một cái thực thể nào mà nó giống như con người, hay làm không phải giống như con người nhưng mà làm được những cái điều mà tư duy hay là học được. Đó, thì những cái năm đấy nó đã trải qua những giai đoạn up and down này. Những giai đoạn mà hoặc là những cái câu hỏi đặt ra về AI, nhưng đến năm 1980 thì đã bắt đầu vào công nghiệp rồi, tức là đã vào các cái công ty, các doanh nghiệp họ bắt đầu rồi. Thì và cái sự xuất hiện đặc biệt đấy, cái sự xuất hiện của neural network đã làm cho gần như là cuộc cách mạng của AI ấy, thì có thể là hoặc và đến năm 2001 đấy thì cái dữ liệu lớn, những cái dữ liệu lớn ấy thì đã bắt đầu xuất hiện, và dữ liệu lớn mang lại cũng thay đổi cái toàn bộ cái ngành nghiên cứu của AI. Thế thì thực ra mấy cái này nó cũng để mình nhìn lại thôi, thì ví dụ như cái dữ liệu lớn ấy, bắt đầu từ dữ liệu lớn từ năm 2010 thì có cái dữ liệu của cô Lê Phây ở Đại học Stanford ấy, thì là cái dữ liệu ImageNet ấy nó cũng đã làm thay đổi toàn bộ những cái nghiên cứu. Đây, tức là nghiên cứu của trước đây rồi, tức là có rất nhiều cái bài báo sử dụng cái dữ liệu này để mà làm những cái mô đồ, hoặc là những cái nghiên cứu mới về AI, hoặc là các cái bài toán về object detection, detect đối tượng ấy. Thì bắt đầu khi mà sử dụng cái data này thì gần như là những cái mô đồ như là deep neural network các thứ là bắt đầu là mọi người bắt đầu dùng cái data này để nghiên cứu nhiều và có những cái mô đồ mới. Ví dụ ở đây là cái number of paper của bắt đầu từ năm 2020 này, thì bắt đầu là có hàng nghìn, cho đến bây giờ thì có rất 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 nhiều paper dùng cái data này để nghiên cứu và có những publication mới, và để mà tức là dựa vào cái dữ liệu lớn này thì là đã có những cái nghiên cứu mới rồi, chứ tức là một thay đổi mới từ năm 2020 đến 24. Thực ra thì cái dữ liệu ImageNet đấy, thì hoặc là nếu mà ai mà học AI nữa thì dữ liệu ban đầu dễ hơn ấy, thì có dữ liệu là MNIST dataset của Jan Le Cun, cũng là một giáo sư của về về AI. Mà còn cô Lê Phây, cái data này là được làm từ cô Lê Phây này, cô Lê Phây của Đại học Stanford ấy, thì cô gần như được gọi là, tức là cô và nhóm học sinh sinh viên cô đã làm ra cái dataset này, thì cô được gọi gần như là mẹ đẻ, gọi là gì? Mother of AI, đẻ của AI. Đó thì đấy là cái sự xuất hiện của dữ liệu lớn, nó làm thay đổi cái nghiên cứu về AI nhiều. Ok. Thế thì có một thầy nữa là thầy Andrew, thì nếu mà bạn nào học về machine learning ấy, học cơ bản ấy, thì có cái khóa học của thầy Andrew ấy,
thì cũng khá là hay, mọi người có thể follow. Thì trước đây thì mọi người nói là chữ viết, và có nhiều người không 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 là không không chữ viết và đọc ấy, thì ngày xưa xưa thời xa xưa ấy, thì có thể nhiều người không 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 nghĩ là nó quan trọng, nhưng mà sau đấy thì nó rất là quan trọng và nó trở thành cái ngôn ngữ để giao tiếp giữa con người, chứ không phải chỉ nó trở cái chữ viết ấy, nó trở thành ngôn ngữ để giao tiếp của con người chứ không phải là chỉ là giọng nói nữa. Tức là nói chung là nhiều cái. Thế thì con người và con người giao tiếp với nhau bởi cái ngôn ngữ, bởi cái chữ viết với nhau ấy. Thế thì thầy mới nói là cái mã thì chính là cái sự giao tiếp của máy và người. Thế thì hiện tại bây giờ thì có khá nhiều người cũng, tức là làm sao để code và giao tiếp được với máy ấy, thì nó sẽ điều khiển được máy. Giống như bây giờ AI ấy, thực ra không phải là tự nó làm ra, mà AI nó là do con người làm ra. Con người làm ra thì nếu như bây giờ con người có thể điều khiển được máy thì mình cũng có thể giao tiếp được với máy, điều khiển được máy thì mình có thể control được nó. Thì đấy là cái mà thầy Andrews nói trong cái cuốn sách về data science, cho cái người mà hướng theo hướng là data science đấy, về khoa học dữ liệu. Ok, thế thì đi lại những cái khái niệm cơ bản thì AI, machine learning thì nó thuộc vào AI rồi. Thì machine learning thật là dịch ra tiếng Việt nó là học máy, thì nó có nghĩa là một cái giải thuật máy tính mà nó được cải thiện dựa trên cái kinh nghiệm. Thì dựa trên kinh nghiệm thì dựa trên kinh nghiệm. Vậy thì đây là cái khái niệm cơ bản, mình nghĩ là chắc là cũng nhiều người cũng đọc qua rồi, thì dựa trên nghiệm, nhưng đấy là machine learning. Nhưng sau này thì data nó lại nhiều hơn, thì có cái khái niệm là deep learning, có nghĩa là học sâu. Thế thì khi mà có cái giải thuật học sâu rồi ấy, thì giải thuật này nó sẽ gần như là dựa trên nó dựa trên data nhiều hơn, tức là học dựa trên data nhiều hơn. Chứ còn giải thuật có khi nhiều khi là nó còn không có, có nếu như chúng ta có đủ data rồi thì giải thuật cũng rồi. Thì ok, so. Đó. Thế thì trong cái quy trình làm data science ấy, thì nó có những cái bước như là mình sẽ collect cái data nguyên bản này, sau đó mình xử lý data này, sau đó mình làm sạch data này, và mình nói chung là mình cũng có nhất rất là nhiều bước data product rồi là. Nhưng mà cái nếu mà bạn nào làm AI thì mình sẽ quan tâm đến hai cái đấy là model algorithms, tức là giải thuật. Thì ví dụ bây giờ hiện tại thì có một số cái model mà trước thì mình cũng nghiên cứu qua, thì cái model mà được dùng gần đây nhất và nó gọi là thì nó dựa trên deep neural network nhiều, thì nó cũng bay trên cái cơ bản đấy là ANN. Thì khái niệm này thì chắc là cũng nhiều anh chị cũng biết rồi. Thì ANN thì nó được truyền cảm hứng dựa trên là cái công nghệ sinh học, thì nó dựa trên não người ấy, giống như là kiểu mỗi cái neuron của não người thì nó chính là một cái ANN ấy. Nó như thế thì nó mô phỏng cái toán học, mỗi cái neuron này nó sẽ như kiểu một cái công thức toán học, một function đấy. Đó thì cái ANN nó bay trên cái não người như thế. Thế thì khi mà mình làm là một cái mạng neural network ấy, một cái mạng neural network thì nó sẽ làm sao để mô phỏng giống như não người. Nhưng mà thực ra thì cái parameter ấy của một cái neural network ấy, cho dù bây giờ mọi người đang nói dữ liệu lớn là tỷ tỷ parameter, nhưng mà parameter trong não người nó vẫn, tức là cái neural network trong não người nó vẫn nhiều hơn, nhiều hơn. Nếu như mọi người đọc mình không nhớ chính xác cái thông số, nhưng mà nó vẫn nhiều hơn là so với cái model lớn, cái dữ liệu một cái model, nên là cái khả năng của con người nó vẫn là vô hạn. Đó, mọi người có thể hiểu, nghĩ là như thế. Ok, right. Thế thì một vài cái định nghĩa ở trong cái một cái mạng neural network ấy, thì nó sẽ có là đầu tiên là neuron này, hoặc là thì nó sẽ tính toán dựa trên cái input, và trong một cái model ấy, thì nó sẽ có input, nó sẽ có layer input rồi các cái hidden layer, thì chính là cái neuron hidden, và layer output thì cái layer input thì nó chính là những cái thông tin mà mình nhận vào từ cái đối tượng mà mình học từ cái data ấy. Thế thì và cái thông tin này nó sẽ được học bằng cái những cái ví dụ như bây giờ mà mình học bằng hình ảnh ấy, thì nó sẽ là pixel, nhưng nếu là học word
thì nó sẽ là tech. Đó thì dựa vào cái input, dựa vào cái data mà cái thông tin mà mình muốn học là cái gì thì mình thì nó sẽ học. Đó thì cái input layer và cái output layer ấy, cái output layer thì nó sẽ bao gồm, tức là cái output thì nó sẽ ví dụ như bây giờ mình muốn là detect một cái con mèo chẳng hạn, thì cái detect ví dụ bây giờ mình đưa vào input sẽ là con mèo và con chó chẳng hạn, thì cái thông tin output mà mình detect ấy, thì sẽ là một cái đối tượng. Đó thì tóm lại là cái deep neural network thì nó sẽ bao gồm nhiều cái layer hơn hơn là cái neural network thông cái ANN thông thường. Đó. Thế thì khi mà thiết kế cái deep neural network ấy thì nó lại không phải là nó khá là black box, kiểu nó cũng 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 nó cũng là dựa vào data nhiều ấy, ví dụ học data thì nếu mà data nó map thì cái neural network nó sẽ học được những cái feature gì đó và nó sẽ ra cái output tốt hay là không. Như thế thì có một vài cái tham số ở trong một cái deep neural network mà mình có thể điều chỉnh, ví dụ như là number of hidden layer này, cái số số layer ẩn ở trong cái mạng này, hoặc là cái activation, ví dụ như các bạn có thể dùng ReLU hay là dùng Softmax hay là dùng gì thì tùy vào cái bài toán mà mình định nghĩa thì mình sẽ thay đổi cái activation. Ví dụ activation của cái bài toán regression thì sẽ là sigmoid chẳng hạn, hay là bài toán classification là bài toán phân lớp ấy thì nó sẽ là Softmax chẳng hạn. Đó, nếu mà nhiều lớp thì nó Softmax chẳng hạn. Đó. Thì cái này mình sẽ thay đổi cái mạng neural network, tức là mình sẽ là người thay đổi các cái tham số, những cái parameter ở trong cái mạng neural network này. Tức là cái người mà build cái model ấy, dựa vào cái data thì mình sẽ thay đổi cái parameter. Thế ra cái này thì nó lại dựa vào kinh nghiệm là chính, hoặc là dựa vào cái ví dụ bây giờ mà mình là một cái input layer chẳng hạn thì cái data mà mình xử lý ấy, thì mình label ấy thì lại dựa vào cái người label, cái người gắn nhãn có đúng hay không. Ví dụ bây giờ mà ví dụ mình muốn dự đoán hai cái bệnh là bệnh một người bị bệnh hay không chẳng hạn, nếu mà mình có label chẳng hạn thì mình phải có những cái chuyên gia về cái mảng đấy, thì mình khi mà mình gắn nhãn cho nó mà đúng ấy, thì mô đồ nó sẽ học được đúng, còn nếu mình gắn nhãn sai thì tất nhiên là mô đồ nó học sai như thế. Đó thì toàn bộ cái mạng neural network nó sẽ collect lại cái neuron để mà nó học và nó sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Thì thế thì cái mạng deep neural network này khi mà một các bạn khi mà mình làm ấy thì mình sẽ dựa trên data và dựa trên cái rất là nhiều đó, thì thực ra khi mà các bạn làm thì nó cũng dựa trên kinh nghiệm thôi, chứ nó không không mình nghĩ là khi mà chạy tùy vào cái dạng data của mình ấy, thì mình sẽ build được một cái model tốt hay là không, chứ cũng không hẳn là một cái model mà đúng được cho tất cả các cái dữ liệu, hay một cái model mà nó ra kết quả được tốt được tất cả cho các cái dạng dữ liệu, nó thay đổi rất là nhiều. Thì có một cái vấn đề trong một cái mô đồ deep learning ấy, hay bất kỳ mô đồ khác, đó là mô đồ gọi là overfitting, gọi là học quá mức ấy, nó được trang bị quá mức ấy. Thì thực ra thì có một cái giải pháp là mọi người có, như ở đây là drop out, cái tức là nó sẽ random bỏ bớt một số cái neuron đây này, thì cái mô đồ của mình nó sẽ bị không bị overfitting, gọi là không bị trang bị quá mức ấy. Đó thì đấy là một cái, tức là thực ra thì khi mà mọi người làm mô đồ deep neural network thì mọi người sẽ có kinh nghiệm, tùy vào cái dạng data thì mình sẽ có kinh nghiệm và mình sẽ xem là nó sẽ tùy vào các bạn xử lý data nữa cơ, tức là rất là nhiều cái bước. Ví dụ ở đây một mình muốn ra một cái một một cái mô đồ tốt, một cái kết quả tốt ấy, thì mình lại phải các bước data process này, clean data, bước này rất là quan trọng, kể cả trong y tế hay là trong bất kỳ một mảng nào thế thôi, thì những cái data process, clean data set này rất là quan trọng. Đó. Thế sau đấy thì mình đến build model. Khi mà làm ví dụ làm deep neural network chẳng hạn, thì trước mình có một bài báo public về deep neural network ấy, thì thực ra là bước data đã được xử lý rất là nhiều. Để sau đấy thì mình chỉ dùng cái deep neural network phù hợp là nó sẽ có kết quả tốt đấy. Và nó cũng được ứng dụng. Ok. Đấy là về deep neural network. Hay là một thực ra thì deep neural network nó thuộc vào deep learning rồi, nhưng mà sau này thì có một cái khái niệm nữa là cái model foundation model này, tức là cái model dữ liệu cực kỳ lớn ấy, thì nó cũng là model học máy thôi, nhưng mà cái model này nó cái này nó
dựa trên những cái dữ liệu mà nó cực kỳ lớn, giống như bây giờ hiện tại các bạn đang dùng ChatGPT ấy, là nó thực ra nó đang dùng cái foundation model, là nó những cái dữ liệu cực kỳ lớn và nó giải quyết những cái rất nhiều cái vấn đề ấy. Thì cái model foundation model ấy, là hiện tại mọi người đang 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 làm rất nhiều và ở các công ty lớn ấy, với cái lượng data lớn và cái GPU lớn ấy, thì họ đã giải quyết và làm được rất nhiều cái vấn đề mà hiện tại mà đang đang mọi người đang ứng dụng rất là nhiều. Thế thì liên quan gì đến vấn đề trong trong healthcare? Thực ra foundation model rất rất là phù hợp cho healthcare luôn. Tại vì sao? Vì cái ở foundation model thì nó có rất nhiều dạng data. Mình có thể tổng hợp, tức là làm tích hợp tất cả các dạng data vào để mà trên cùng một lúc. Nó không như bình thường các bạn có thể dùng là model, ví dụ bây giờ chỉ dùng cho bài toán hình ảnh chẳng hạn, hay chỉ dùng cho bài toán text chẳng hạn. Nhưng mà foundation model là nó có tất cả các loại dạng hình ảnh, text này, image này, speech này, hoặc là structured data giống như là data của data nhịp tim chẳng hạn, hay là EEG data, hay là signal data. Đấy, thì tất cả các data này gộp lại để khi mà nó được học, foundation model nó sẽ học và nó sẽ ra được kết quả cho tất cả những cái vấn đề. Giống như bây giờ các bạn dùng model, dùng ChatGPT cho việc là sinh ra một hình ảnh chẳng hạn. Đó, thì nó cũng là dùng generative model, nhưng mà nó cái dữ liệu của nó phải cực kỳ nhiều thì nó mới ra được những kết quả tốt như thế. Thì tất cả những cái bài toán như là question answer này, hoặc là dự đoán cái trạng thái này, hay là image caption, rồi object detection, rồi follow instructions, following, rất 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 là nhiều bài toán. Đấy. Thì foundation model hiện tại là đang đang là cái nghiên cứu chính của các cái nhóm nghiên cứu lớn, bởi vì dùng data, lượng data rất là lớn đấy. Đó. Thì ứng dụng ở trong AI như thế nào thì trong cái hôm nay mình nói thêm một chút là làm sao để nó ứng dụng về với healthcare, tức là với trong y tế ấy, và tại sao mà foundation model lại tại vì thực ra healthcare thì nó có rất nhiều dạng dữ liệu. Thế nhưng mà hiện tại thì chắc chắn là AI thì cũng không thể nào mà thay thế được bác sĩ rồi. Nhưng mà cũng có một cái câu nói là AI thì nó sẽ không thay thế bác sĩ, nhưng mà nó cũng có thể giúp, nó sẽ thay thế những người mà không sử dụng nó. Đó, thì đây là một cái câu mà mình rất là, tóm lại mình cũng khá là, tức là AI gần như nó là hỗ trợ cho bác sĩ thôi. Tức là ví dụ hỗ trợ cho bác sĩ ra quyết định này, hoặc là hỗ trợ cho bác sĩ trong những cái công việc khác. Ok. Thì thực ra ngày xưa từ những năm ở đây mình có, thì ngày xưa từ những năm 2012 ấy, thì những cái bài toán ở những cái publication về AI trong medicine, trong healthcare nó không có nhiều. Nhưng mà đến năm 2023 thì mọi người nhìn thấy nó lượng publication lên đến 5.000 rồi, tức là rất là nhiều. Tức là cũng có nhiều, tức là chỉ hơn chục năm thôi, trong chục năm thôi thì AI trong healthcare, trong medicine, trong tiên sinh đã được phát triển. Ok. Thế thì thực ra vì sao mà AI trong trong healthcare lại có thể phát triển được, mà mình cũng nghĩ là một cái hướng mà sẽ có tương lai, đó là bởi vì thực ra là trong healthcare ấy, thì nó có rất nhiều cái thiết bị để collect data, thậm chí những cái bệnh viện lớn thì data được sử dụng những cái công cụ mình nghĩ là nó dùng rất là nhiều, ví dụ như những cái device về thiết bị hoặc là các bạn thông thường ấy, khi mà chúng ta mình đeo cái đồng hồ ấy, đồng hồ Apple ấy, thì nó cũng có mấy cái về về sức khỏe ấy. Nó có tất cả cái thông tin, nó checking tất cả cái thông tin của mình rất là nhiều. Hay ví dụ như khi ở bệnh viện thì có các cái thông tin về máu, về gen, hay là về giấc ngủ, nói chung là rất là nhiều. Đó thì cái data, nói chung là những cái sensor về đo data ở trong y tế rất là nhiều. Tức là lượng data ở trong y tế mình thì có thể nói là rất rất là nhiều rồi. Thì nên là ứng dụng AI trong healthcare là hoàn toàn khả thi và là một cái hướng mà lớn. Tất nhiên là có rất nhiều ông lớn đã nghiên cứu về AI trong healthcare rồi. Thế nhưng mà mình cũng có thể đi vào những cái ngách nhỏ hơn, ví dụ như là những cái ứng dụng của AI cơ bản ấy, thì ví dụ như có thể là dự đoán, hay là chatbot để hỗ trợ người dùng, hay là hỗ trợ giống như một cái bác sĩ online có thể hỗ trợ mọi người, thì hay là một cái assistant ảo, hay là những cái, hay là có thể là
dự đoán thuốc, những cái bài, nói chung là rất nhiều bài toán đã được làm trong AI rồi, trong AI rồi. Thế nhưng mà có một số cái thách thức, một số cái vấn đề trong AI, ví dụ như ở SQL ấy, cái data mà mình một số cái thách thức ở trong AI để ứng dụng trong healthcare ấy, ví dụ đó là gì? Ví dụ như là mình có tất nhiên là nó có những cái vấn đề tương tự với những cái bài toán khác ở trong những cái chuyên môn khác về tài chính hay là về kinh tế hay là về 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 nó cũng liên quan nhiều. Nó có thể là bias trong data hay là lack of understanding, tất cả những cái bài toán khác nó đều có, nhưng mà trong AI thì nó sẽ gặp nhiều hơn. Ví dụ như cái việc là ví dụ AI trong khi mà dùng AI sử dụng cái khi mà mình dùng một công cụ AI chẳng một con robot chẳng hạn thì có thể là nó sẽ bị misunderstand với lại người dùng ấy, thì có thể gây ra rất nhiều vấn đề. Nói chung là có một vài cái challenge trong AI trong healthcare mà mình cũng cần phải giải quyết. Thế nhưng mà theo mình ấy, cái vấn đề lớn nhất ấy, để mà ứng dụng được AI trong healthcare ấy, thì đấy là privacy và security. Bởi vì mọi người cũng biết là tức là cái tính bảo mật của dữ liệu ấy. Bởi vì mọi người cũng biết là trong healthcare ấy, thì cái dữ liệu nó cực kỳ là dữ liệu của người dùng ấy, nó cực kỳ quan trọng và nó cũng cực kỳ là được bảo mật. Ví dụ ở các cái bệnh viện ấy, thì data nó được lưu ở trong các cái ví dụ bây giờ người dùng chẳng hạn, người dùng mà không họ không muốn public cái data gen của mình chẳng hạn, hay là dòng máu, hay là máu, nói chung là tất cả cái thông tin hay ví dụ thông tin về IQ của mình ấy, họ cũng không muốn public để cho người khác biết. Về mà AI thì lại cần dữ liệu để mà học. Nếu như không có dữ liệu thì không thể nào mà build được cái model được, cái model tốt được. Thì đấy là một trong những cái vấn đề lớn của AI, tức là mình phải có dữ liệu. Đó thì mà làm sao để secure được dữ liệu cơ, để bảo vệ, để bảo mật được dữ liệu cơ. Chứ nếu bây giờ mà không có, thứ nhất là không có dữ liệu, thứ hai là không bảo mật được dữ liệu thì nó sẽ gây rất nhiều vấn đề. Đấy, đó là trong healthcare. Thế thì có một cái giải pháp mà một cái cách tiếp cận về privacy ấy, trong dữ liệu trong healthcare, đấy là mình dùng federated learning. Thì trong technical về federated learning ấy, thì nó là một technical trong trong AI, là nó gọi là học liên kết, tức là tất cả các cái dữ liệu sẽ được ở trong từng cái máy khách máy chủ ấy, nó sẽ được training và nó gửi cái weight về cái global, về cái global server. Thì tất cả những cái weight này sẽ nó sẽ cái global server này nó sẽ cho ra kết quả, và như thế thì những cái dữ liệu ở ở local ở cái máy là khách ấy, thì nó sẽ không không bị, tức là không cần phải tập trung dữ liệu lại một chỗ, nó như kiểu là decentralized thì không cần phải tập trung dữ liệu một chỗ. Như vậy thì chắc chắn là cái dữ liệu ở trong từng cái máy khách, từng cái máy chủ này nó sẽ được được private. Đó thì đấy chính là cái cách tiếp cận mà để mình làm với federated learning. Ok, thế thì trong đây là những cái lĩnh vực khác này. Thế trước mình có làm một cái về security, về về data, về federated learning trong security, nhưng mà nếu mà trong y tế thì mình có thể tưởng tượng là tất cả các cái bệnh viện, ví dụ ở đây có bốn bệnh viện chẳng hạn, Bạch Mai rồi là bệnh viện Đức chẳng hạn, bốn bốn bệnh viện sẽ làm cái, tức là sẽ trên trên cái dữ liệu này, hoặc là các cái cơ sở của cái bệnh viện, của một bệnh viện trong các cái group ấy, thì sẽ trên trên cái dữ liệu này cho học cái dữ liệu này. Và bốn cái bệnh viện này sẽ gửi cái data, gửi cái weight ấy, gửi cái thông tin mà đã được training học về một cái máy local. Và như thế thì cái kết quả nó sẽ được lưu và cái dữ liệu ở bốn cái bệnh viện này nó sẽ không bị không cần phải tập trung về một chỗ, và cũng không bị, nó được private, tức là chỉ có cái máy nó biết thôi, cái máy nó, tức là gần như là cái web này sẽ thì ok, thì nó sẽ được private hoàn toàn dữ liệu. Ok, right. Thì cái công thức của federated learning thì nó như này, nó sẽ là tất cả các cái, ví dụ bây giờ mình có n n cái máy khách chẳng hạn, n cái local, n cái client, thì nó sẽ học model ở từng cái vùng, nó sẽ học cái dataset đấy. Sau thì
nó sẽ được gửi về và nó làm sao để mà nó optimize được cái kết quả cuối cùng, và nó vẫn giữ được cái tính an toàn, tính tính secure của data. Thế thì như vậy thì trong cái làm sao để mà khi mà tại sao mà cái Federated Learning ấy, nó có thể fit được với Foundation Learning thì hiện tại có nhiều cái phân tích mới, cái discuss, số cái thảo luận về 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 Federated Learning và Foundation Model. Tức là Foundation Model thì là nó là dữ liệu cực kỳ lớn rồi. Thế nên là mà cái vấn đề là làm sao để cái GPU để mà train được cái dữ liệu cực kỳ lớn, thì Federated Learning này nó cũng có một cái số cái support cho, tức là nó sẽ cũng giải quyết được thêm cái vấn đề đó, nó sẽ giúp thêm cái vấn đề đó. Ví dụ như bây giờ là mình có là nó như là, tức là bây giờ làm sao để mà các cái GPU ấy, tại vì khi trong trong AI thì nó có, mình phải dùng rất là nhiều GPU đúng không? Phải dùng rất nhiều GPU để mà trên model. Thế thì nó về 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 mặt là data ấy, thì nếu như bây giờ mình có nhiều data thì mình sẽ cần nhiều GPU. Đó, thì nó cũng là một cái câu hỏi để mà discussion trong tương lai, tức là làm sao để mà mình phân phối được cái CPU cho cái lượng data lớn. Đó thì và vừa mà vẫn đảm bảo được cái tính secure, thì đấy là một vài cái discussion cho việc là dùng, làm sao để dùng dùng các cái GPU và share cho các cái máy chủ khác nhau. Đó thì đấy là một vài cái discussion trong 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 làm sao để kết hợp được cái foundation model và federated learning. Thế thì thực ra thì kết luận lại thì cái thực ra AI thì vẫn luôn là ứng dụng trong 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 healthcare, thì nó vẫn có một số cái thách thức, và nhưng mà vẫn muốn là làm sao để mà có thể sử dụng được federated learning và dùng những cái model để mà centralize data của tất cả các cái nơi lại với nhau. Chẳng hạn ví dụ như bây giờ mình có data của Hàn Quốc, Việt Nam chẳng hạn, ví dụ thế, hoặc các tỉnh với nhau ấy, thì có thể là trên và gửi cái model lại với nhau để mà có thể tạo ra cái kết quả tốt. Thì nhưng mà đương nhiên là nó vẫn là một cái hướng nghiên cứu mới, và mình vẫn phải có những cái chung là mình cũng phải làm nhiều cái thì mới có thể có được kết quả tốt được. Tại vì federated learning là nó focus chủ yếu vào security, chứ nó không focus vào 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 data vào kết quả, nên là có thể là nó cũng sẽ một số cái nó sẽ bị down kết quả này, cái accuracy kết quả nó sẽ không được tốt như là mình thông thường. Tức là nói mình sẽ bị đánh đổi, mình bảo mật được dữ liệu nhưng mà kết quả nó lại không tốt lắm so với cái việc là mình dùng model bình thường, dùng trên dữ liệu bình thường. Tức là nếu mình tập trung lại dữ liệu thì vẫn tốt hơn. Đó, thế nên là nó cũng có một cái số cái thách thức khi mà mình muốn bảo mật cái data. Thì đấy là một cái hướng nghiên cứu mới mà tương lai thì cũng có nhiều cái mà mọi người có thể tìm hiểu thêm. Ok, chắc là em finish mình finish cái seminar, cái buổi thuyết, cái phần bài thuyết trình hôm nay, thì không biết là mọi người có cái câu hỏi gì không. Ok. Cảm ơn bài thuyết trình rất là hay của Nhung. Nhung đã giới thiệu cho mọi người một cách tổng quan về ngành cũng như ứng dụng trong lĩnh vực healthcare. Mình nghĩ đây là một cái good treatment cho nhóm IBSC, tại vì nhóm là chuyên về sinh học và không có nền tảng nhiều về toán tin, cho nên là bài chia sẻ của Nhung rất là thiết thực. Thì sau đây thì trong phần Q&A thì mình sẽ gọi tên theo thứ tự của các bạn ra tay hoặc là điền trong
nhóm chat nha. Và thì đầu tiên thì mình sẽ xin mời chị Huyền đặt câu hỏi. Hai Nhung, cảm ơn em về bài nói hôm nay. Chị có khoảng 3 hoặc 4 câu hỏi nhưng mà rất là nhiều lúc chị sẽ không nhớ hết được. Nên giờ chị sẽ hỏi em dần, đến lúc nào chị nhớ ra thì chị hỏi tiếp. Đầu tiên là chị muốn hỏi là em có nói về cái chuyện security, nhưng mà theo chị biết là tất cả các cái healthcare data thì đều người ta đều remove các cái thông tin cá nhân đi, thì tức là nó đã được bảo mật rồi. Thì ở đây ấy, cái lo lắng về bảo mật thông tin là nó là lo lắng về cái gì? Bởi vì thông tin như tên tuổi, maybe tuổi thì không, nhưng mà tên chẳng hạn thì đã được remove rồi, thì tại sao mình vẫn còn phải worry about cái vấn đề security ở đây? Thực ra là tại vì tất cả các cái dữ liệu ấy, security, thực ra tất cả các cái bài toán trong AI thì đều là học dựa trên dữ liệu. Thì câu hỏi của chị là tức là mình bỏ hết cái ok, Tức là tại chị vì thấy là nó đã được secure rồi trong tất cả các cái data mà trước khi mà bỏ vào trong machine learning chẳng hạn để train model, thì người ta sẽ phải remove hết tên của bệnh nhân và cái định danh của bệnh nhân ấy sẽ không còn là tên nữa mà là một cái barcode nào đấy. Thì basically là mình sẽ không bao giờ track được cái người bệnh nhân đấy là ai. Thì đối với chị đó là một cái layer là protect privacy của bệnh nhân rồi ấy. Thì chị muốn hỏi ở đây là cái lo lắng về cái việc là sẽ leak cái data là nó nằm ở đâu ấy. đúng rồi. Thực ra như chị nói thì đúng, cái khi các bài toán y tế hầu như là mọi người cũng bỏ cái dữ liệu về tên tuổi các thứ, kể cả tài chính. Ví dụ tại khi mà người trước em có tư vấn cho một cái nhóm về về tài chính, làm cái bài toán để predict cái ngân hàng ấy, thì họ cũng bỏ cái tên. Thế nhưng mà có một cái vấn đề là, tức là chị, ví dụ cái CQ thì lúc nào cũng là một cái bài toán trong AI luôn, tức là security lúc nào cũng là một bài toán trong AI luôn, tức là bảo mật cái dữ liệu thì ví dụ bây giờ mà ok right. Tức là sau này nếu như chị, em nghĩ ấy, tức là nếu mình cá nhân hóa cho từng người ấy, ví dụ bây giờ chị dùng một cái tài khoản mà bây giờ chị muốn là một bác sĩ cá nhân cho mình chẳng hạn, ví dụ em muốn là có một cái bác sĩ cá nhân chẳng hạn, thì em phải có những cái thông tin của em, cân nặng được các thứ, tất cả các thứ để cho AI mà, đúng không? Thì nó mới mới cá nhân hóa cái bài toán của mình cơ, tức cái bài toán cho từng người ấy. Nên là em nghĩ là vẫn cái tính secure của mình nó vẫn 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 cần được bảo mật trong AI. Tức là nếu bây giờ muốn có một cái dữ liệu tốt ấy, ví dụ như cái bài toán là chưa có cái bài toán là spam email ấy, bài toán spam email ấy là cái bài toán mà ví dụ có một data public set rồi, trước em có làm thì là mình sẽ detect là có spam hay không ấy, đúng không? Thì là có một cái data public thì họ phải share cái data của họ, thì mình mới read được là email này nó phải spam hay không. Ví dụ với chị là spam nhưng với em nó không phải là spam, tức là trong đấy thì cái bài toán spam email là bài toán rất là phát từ tức là đã phát triển từ trước rồi ấy. Ví dụ như mọi người đã làm rồi ấy, thì họ dùng cái public dataset ấy, thì họ sẽ detect được là người này là cái email này phải spam hay không. Nhưng bây giờ nếu cá nhân hóa cho mình nhé, cho riêng em nhé, hay cho riêng chị bạn nhé, thì ví dụ như là bây giờ trong cái email spam của chị ấy thì chưa chắc nó sẽ là email spam của người khác, nên là nó vẫn có một cái tính cá nhân trong trong AI, nó vẫn có một tính cá nhân của từng người một, tức là từng cái symbol một ấy, em nghĩ là như thế. Ví dụ trong cái healthcare thì em cũng chưa làm nhiều với dữ liệu healthcare, nhưng mà ví dụ ấy, đây là bài toán spam email chẳng hạn, bài toán đơn giản nhất là bài toán spam email chẳng hạn, thì là mình có data spam và không spam, thì mình sẽ label, sau đó mình gắn nhãn rồi mình trên Google các thứ chẳng hạn, thì lúc đấy mình sẽ predict xem là cái email này nó có phải là spam hay không. Đó. Nhưng mà nếu bây giờ với cá nhân từng người, với email của chị Hoàng chẳng hạn, với email của anh Vũ hay của em chẳng hạn,
thì data email của mình, của em và của chị nó sẽ khác với data email của anh Vũ, đúng không ạ? Đó, thì ví dụ bây giờ em muốn làm một cái công cụ cho em chẳng hạn, để detect xem là cái email nó spam hay không chẳng hạn. Thế thì em vẫn phải gửi cái dữ liệu email spam của em cho em, cho một cái server khác, cho cái server mà nó trên cái data public kia rồi ạ. Để mà em nghĩ là như thế. Tức ví dụ bây giờ nếu mà private, về tính private nhé, mà làm một cái bài toán AI ấy, cho email ấy, cho bài toán email đi, thì là mình sẽ cần phải 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 cá nhân hóa như thế. Nên là cái tính privacy nó vẫn vẫn quan trọng nếu như mà mình đi sâu hơn về cái bài toán cho từng cá nhân một ấy. Trong y tế cũng thế, ví dụ bây giờ mà cái thông tin của một người nó cũng sẽ khác, tức là từng cá nhân nó sẽ khác. Đấy đấy là cái quan điểm của em về À, tính. chị Huyền ơi, Ơi. cái này em nhớ trong một buổi học về lớp ethics của em á, thì thầy cũng có thảo luận về chuyện này của câu hỏi của chị. Thì thầy lấy một ví dụ đó là NIH có kêu gọi mọi người đi tình nguyện cho tế bào, để mà người ta giải trình tự, để mà người ta deposit vô trong cái reference genome á, thì người ta cũng sẽ bỏ hết những cái tên tuổi này kia. Nhưng mà em tại lâu quá em không nhớ chính xác, nhưng mà thầy mới nói rằng là nhưng mà người ta những người mà chuyên về bioinformatics á, thì người ta lại có thể tìm được cách truy ngược lại là từ cái hệ genome đó, thì người ta sẽ suy ngược ra được những cái người bệnh người mà donate đó sẽ có những cái feature gì. Hoặc là thì em nghĩ rằng là chắc chắn, thì dẫn đến thầy mới raise một question rằng là chắc chắn sẽ có từ những cái thông tin mà sau khi đã đi giống như đã làm cho nó nạc danh rồi, người ta vẫn có thể suy ngược lại, và từ đó kết hợp với những dữ liệu khác thì người ta vẫn có thể truy ra được là mình lấy từ dữ liệu đó, mình biết ở bệnh viện nào và đến từ bác sĩ nào, thì họ vẫn sẽ có cách để truy ra được. Cho nên em nghĩ rằng là mặc dù mình đã bỏ thông tin, nhưng mà chắc chắn khi mà truy ngược lại vẫn có thể ra được, nếu như mà có đủ thông tin cụ thể. Thì em không nhớ chính xác lắm cái lập luận, cách mà cái thầy đó nói về người ta làm như thế nào, nhưng mà nó cũng khá là giống với câu hỏi của chị đối với Nhung, cho nên là em nghĩ là cũng là một cái concern đó chị. Ok. Chị hỏi câu hỏi tiếp theo thứ hai là em có thể giải thích lại về cái phần cái weight trong cái federated models được không? Tức là dữ liệu của bệnh viện A, B, C thì làm thế nào để mình assign cái weight cho từng dữ liệu trước khi đưa vào cái final model. Okay, right. Thì ok để em thì trong cái technical của federated learning ấy, là các cái model nó sẽ được trên ở từng từng cái máy này, từng máy này thì nó sẽ gửi về đây. Thì ví dụ ở đây dùng model deep learning chẳng hạn, thì mỗi mỗi một cái bệnh viện nó sẽ trên model ở đây và gửi cái weight. Thì trong data ở trong tức là trong học máy ấy, thì nó có cái khái niệm là weight ấy. Thì ngay cả trong deep neural network ấy, thì tất cả các cái neuron, cái mạng neuron này nó sẽ lan truyền, thì nó cũng lưu một cái weight, tức là cái model nào nó cũng có một cái weight. Thì khi mỗi một cái client này lưu được một cái weight thì mình có thể gửi cái weight và có thể lưu lại với nhau. Tức là nó cái khái niệm về weight thì nó trong trong nó học từ dữ liệu ở trong từng cái module một rồi, nên là mình có thể làm được, cái đấy có thể làm được, cái đấy làm được. Nhưng mà cái vấn đề của mình là mình muốn là mình tối ưu cái kết quả này thôi, chứ còn weight thì mình có thể làm được. Các cái module ở trong các cái mỗi cái máy khách này có thể train và học riêng và gửi về được, cái đấy thì không 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 có vấn đề. Không biết câu trả lời đấy có ok không ạ? Không, chị hỏi là chắc là hoặc là chị hiểu lầm ý chị, tức là lúc đầu chị nghe nghe em nói thì tức là chị nghĩ là mỗi một cái
phần dữ liệu nó sẽ được assign một cái weight. À không không, tức À là không. mô đun được học và tôi biết. Ok, Ok, thì câu hỏi tiếp theo của chị là theo em thì cái gì là biggest challenge của việc tạo ra cái AI model in healthcare? trong trong cái cách tiếp cận này thì em vẫn nghĩ nó vẫn là vấn đề trong healthcare thì là vẫn là privacy và security, và cái dữ liệu trong trong healthcare thì nó khá nhiều ấy, nên là cái GDU ấy, cái dữ liệu lớn, nên là cái bài toán về GPU, tức là máy tính ấy, computation ấy, rất là cần thiết. Tức là gần như là những cái ai mà có cái máy lớn hơn, tức là cái nguồn lực lớn hơn thì sẽ train được cái mô đồ tốt hơn, bởi vì nó có dữ liệu lớn. Theo em là như thế. Có hai cái vấn đề. Chị quên mất câu hỏi thứ tư rồi. Bây giờ Vũ có thể move on, hỏi các bạn khác đi. Nếu mà chị nhớ ra chị sẽ quay lại hỏi Nhung sau. Cảm ơn Nhung rất nhiều Dạ. nha. Yeah. Cảm ơn chị Okay. Uy. Tiếp sau đây xin mời em Bùi Ngọc Hiền ha. Dạ, em chào chị. Em cảm ơn bài nói rất là thú vị. Em học được khá là nhiều thứ. Em có cái câu hỏi về cái chọn mình label cái data. Thì ví dụ như ở mỗi một cái bệnh viện khác nhau họ sử dụng những cái tiêu chuẩn khác nhau cho cái data và để xác định là bệnh hay không bệnh chẳng hạn. Thì nếu mà bệnh nhân khám ở bệnh viện này và ví dụ như một cái test nào đó nó dựa trên PCR chẳng hạn, thì nó ở cái reference của bệnh viện này thì nó là âm tính, tức là chưa chưa phải là bệnh. Nhưng mà khi mình khám ở bệnh viện khác cũng cùng bệnh nhân đó, nhưng mà khi họ được chuyển sang bệnh viện khác thì nó lại là một cái dữ liệu khác đi, dựa trên cái reference khác. Như vậy thì cái AI của mình làm sao để mà nó giảm đi những cái nhiễu đó mà nó cho được cái kết quả chính xác, sao nó học mà và nó cho được cái kết quả chính xác không? Đó, đấy là một cái, thực ra là một cái rất là big challenge trong, à khỏi big challenge, nó gọi là, tức là trong cái bước làm data ấy thì nó có một cái bước gọi là print. Đây mình có raw data rồi, mình giả sử data ở các cái bệnh viện là raw data đi, thì cái bước processing clean data và bước gọi là label gắn nhãn data ấy, nó rất là quan trọng. Thì đấy chính là cái bước mà các cái bác sĩ đóng vai trò khá là quan trọng ấy, tức là như là gán nhãn làm sao để chính xác ấy. Thì cái đấy nó cũng là một cái mà cần đến bác sĩ ấy. Tức là cần đến chuyên gia về cái sinh y tế, ví dụ như là mình detect cái chỗ nào là bị bệnh hay không ấy, thì nó rất rất là cần cái độ chính xác này để, nên là khó, đó chính là cái bước mà rất là quan trọng. Mình nghĩ là đấy, như chị Huyền hỏi cô đấy thì mình cũng nghĩ là không phải chỉ là cái model, cái computation nữa, mà cái bước là process data ấy. Thì cái đấy lúc đấy lại cần đến bác sĩ hoặc là cần đến những cái chuyên gia về y tế làm sao là để chính xác nhất cái data mà mình gắn nhãn ấy. Đó. Thì cái đấy là liên quan đến cái công việc dành cho các bác sĩ đấy. Nên là mình cũng, chứ còn AI nó không, cũng có một cái mô đồ hiện tại mới, thì có một vài cái mô đồ unlearning ấy, cái technical mới, là một vài technical ấy, là mô đồ nó sẽ học những cái mà nó tốt thôi, hay là reinforcement learning, reward cái kết quả tốt hơn ấy. Nhưng mà theo mình ấy, thì cái bác sĩ vẫn là đóng vai trò quan trọng, tức là chuyên gia y tế vẫn đóng vai trò quan trọng để mà label gắn nhãn nó trong cái bài toán super bài này, thì mình vẫn nghĩ thế. Tất nhiên là có một vài cái technical, một vài cái mô đồ mới bạn có thể tìm hiểu thêm, những reinforcement learning, thì ví dụ khi mà nó cho cái kết quả đúng thì nó sẽ được thưởng, tức là reward ấy. Không biết các bạn nghe reinforcement learning chưa, thì cái chat GPT nó cũng hiện tại nó cũng đang dựa trên cái đấy đấy. Ví dụ như bây giờ mà người dùng sẽ đánh giá cái kết quả ấy, của mô đồ ấy,
dựa trên cái ví dụ người dùng hỏi và mua đồ trả lời, nhưng mà mua đồ mà ra kết quả nó chính xác thì nó sẽ được gắn nhãn thêm ấy. Thế thì đó, nhưng mà đấy là trong đấy ChatGPT chỉ thôi, nhưng mà trong AI à, trong healthcare thì có thể nó cần chính xác hơn ấy, nên là mình nghĩ là cái bước xử lý data này ban đầu để build được một cái mô đồ tốt lại vẫn rất là quan trọng. Cái đấy là dựa vào các cái chuyên gia y tế thôi chứ cũng không có cách nào khác. Mình nghĩ thế. Không biết là có câu hỏi đấy có à, câu trả lời có à, bạn có hỏi có hỏi thêm gì không? Được. Alo. Hình như Có là vẻ mình mất tín hiệu của mình rồi. à, À, ok. cảm ơn Nhung ha. Tiếp sau đây thì mình sẽ mời Song Thanh. À, mời em đặt câu hỏi Song Thanh ha. Dạ em chào chị Nhung, em chào anh Vũ và mọi người. Thì em có câu hỏi là vậy thì mình sẽ em có nghe chị Nhung nói về cái chuyện là bảo mật thông tin trong cái vấn đề mà bảo mật thông tin trong AI khi mà mình quản lý trong thông tin bệnh viện á, thì em cũng quên mất cái câu hỏi của em rồi, nhưng mà đại khái là em muốn hỏi là vậy thì gì nhỉ? Vậy thì là khi mà mình vậy thì những cái thông tin cái câu hỏi câu hỏi này tự nhiên em muốn cái gì để em sẽ hỏi sau, nhưng mà em muốn câu hỏi khác đó là vậy thì em muốn biết rõ thêm đó là trong ví dụ như trong cái về việc là nghiên cứu về tế bào gốc trong một ung thư đi, thì đó là cái thì đó là cái AI có thể hỗ trợ như thế nào trong cái việc là nghiên cứu về cái cái việc mà nghiên cứu tế bào gốc trong ung thư, trong việc mà điều trị hỗ trợ trong việc mà ung thư nhỉ. Em cũng không biết cái câu hỏi của em nó có rõ hơn hay không nữa. Hình như Tức là Song Thanh muốn hỏi về ứng dụng của AI trong việc nghiên cứu về tế bào gốc, thì trong việc ứng dụng dạ đúng rồi ạ. chữa bị ung thư, thì Nhung có gợi ý gì để giúp cho Song Thanh tìm hiểu thêm? Về nghiên cứu trong AI trong tôi thì em cũng chưa có nghiên cứu sâu và cũng chưa có, nhưng mà thế nhưng mà nếu như bây giờ mà cũng cũng chưa có nhiều cái cũng chưa 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 nghe, nhưng mà ví dụ như là mình có thể quan tâm một vài cái bài toán như là detect có ung thư hay không ấy, ví dụ thế, thì mình thực ra là trong tế bào gốc thì em cũng chưa chưa biết là sẽ có thể là mình quan tâm xem là cái dạng data nó là gì ấy. Data trong tế bào gốc thì nó là gì? Data trong trong tế bào gốc thì data nó dạng data nó là gì? Thường thì em thấy là kiểu như là người ta là kiểu như là họ sẽ tế bào gốc thì sẽ có nghiên cứu về biệt hóa tế bào gốc chẳng hạn, thì đó là ví dụ như là khi mà người ta lưu lưu trữ thông tin về việc nghiên cứu tế bào gốc, ví dụ như là có thể là có những cái yếu tố như nào đó tác động đến cái quá trình biệt hóa của tế bào gốc, ví dụ như là chất stat chẳng hạn, hay là kiểu như có mấy cái hợp chất khác mà nó có tác động lên cái quá trình biệt hóa của tế bào gốc, thì là mỗi một cái như vậy thì khác nhau, mỗi một cái như vậy thì có thể đưa ra những cái dữ liệu khác nhau, và khi mà họ phân tích dựa trên cái thì em muốn mất cái tên rồi, đó là cái hình ảnh miễn dịch hình quang phải. Em không nhớ cái từ tiếng Việt của nó là gì, histology đấy. Thì đó là thì em nghĩ là những cái đó có thể là sử dụng trong cái việc mà có thể sử dụng AI có thể sử dụng để mà nghiên cứu trong cái tế bào gốc, để khi mà bởi vì em thấy là tế bào gốc thì là người ta đang có những cái phát triển những cái nghiên cứu để mà về tế bào gốc để mà hỗ trợ việc chữa trị cho bệnh nhân, ví dụ trong về ung thư gan, ung thư vú hay ung thư máu chẳng hạn đó, những cái ví dụ họ phân lập những cái tế bào gốc lấy từ trong tủy xương
Rồi từ đó họ sẽ cho nó biệt hóa những cái tế bào gốc đấy, để mà rồi họ sau đó họ sẽ truyền chúng transplant vào trong bệnh nhân chẳng hạn. Thì những cái đó nó cũng hay là những cái dữ liệu để mà AI có thể sử dụng để mà xây dựng những cái mô hình. Em không biết là em diễn tả như vậy có đúng không, bởi vì tự nhiên có những cái từ Sâm thân này, cái anh có nghĩ thể rằng là anh muốn anh rõ hơn. anh nghĩ rằng là chắc là em sẽ gây khó khăn cho Nhung, tại vì Nhung chuyên về tim và chắc là sẽ không biết nhiều về các thuật ngữ bên sinh học và khá là sâu. Nhưng mà chắc là câu hỏi của Song Thanh cũng khá là rộng Nhung, cho nên là chắc là cũng cũng khó là trả lời một cách cụ thể được. Nhưng mà em gợi ý cho Song Thanh như vậy cũng hợp lý, đó là mình phải bắt đầu từ cái việc loại dữ liệu là gì. Thì maybe có thể là mình sẽ trong một chủ đề khác thì sẽ hỗ trợ trả lời được câu hỏi của Song Thanh. Nhưng mà anh nghĩ có thể là Song Thanh nghĩ đến, nếu mà em muốn hỏi để mà ứng dụng trong việc học của em, thì em có thể nghĩ đến việc rằng là em dùng những cái công cụ hiện tại để em có thể tìm hiểu về literature review, hoặc là em tìm những cái thông tin tổng hợp về những cái kiến thức đã biết của stem cells. Rồi anh cũng có thể gửi cho Song Thanh một chút về việc ứng dụng trong việc điều trị ung thư, chẳng hạn như ngày xưa trong một công ty mà anh đã từng làm thì người ta cũng có mong muốn là sử dụng một cái thuê một cái AI model của công ty IBM để mà matching bệnh nhân. Ví dụ như là trong 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 các bệnh viện họ ta sẽ có những cái patient data, và người ta muốn matching cái những cái patient data đó với những cái clinical trials của các bệnh ung thư khác nhau, và người ta sẽ dự đoán rằng là bệnh nhân A có thể là sẽ phù hợp với cái loại thuốc của một cái clinical trial nào đó, thì người ta sẽ gợi ý bệnh nhân là có muốn thử nghiệm lâm sàng hay không. Thì đó cũng là một ứng dụng, nhưng mà tất nhiên thì sẽ tùy theo câu hỏi nghiên cứu và dữ liệu. Thì hy vọng là giúp ích cho Song Thanh. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh Vũ rất là nhiều. Em cảm ơn chị Nhung rất nhiều ạ. Tiếp sau đây thì mình sẽ mời bạn Đỗ Phạm Thế Long đặt câu hỏi cho Nhung ha. Dạ em chào chị Nhung ạ, em cảm ơn bài chia sẻ của chị. Thì em cũng là sinh viên bên mảng công nghệ sinh học, thì cũng mới đang sắp sửa tốt nghiệp. Em cũng có mò một chút, có tự mình mò mẫm một chút về cái khía cạnh mà data science để mà mình áp dụng cho cái chuyên ngành của mình. Thì em cũng chuyển hệ điều hành sang Linux, rồi Linux Ubuntu, rồi cũng vọc bạch các kiểu các thứ. Thế thì em muốn hỏi câu hỏi đầu tiên, em muốn hỏi chị là chủ yếu là về phần cứng. Thì chị nghĩ là thực ra là em cái hiện tại là cái khóa mà data science của em học nó là nó chưa tới cái bước mà sử dụng AI, nó vẫn chỉ còn ở những cái bước trước đó như là đọc dữ liệu, rồi lọc dữ liệu, làm sạch dữ liệu, rồi phải biểu đồ vân vân thôi, chứ chưa có đụng tới những cái mô hình AI. Nhưng mà em muốn hỏi trước là khi mà đụng tới những cái mô hình AI á, thì phần cứng của mình sẽ cần khoảng bao nhiêu GB RAM là đủ. Cái này là RAM, là em nói RAM hệ thống chứ chưa nói tới cái RAM của cái GPU. Và cái thứ hai nữa là liên quan tới cái GPU á, thì em cũng muốn hỏi luôn là có bắt buộc phải dùng cái card đồ họa của Nvidia hay không, hay là mình có thể cân nhắc những cái lựa chọn khác, bởi vì thực sự là card của Nvidia nó khá là đắt, kể cả bản laptop hay là bản bản RAM thì nó cũng đều là đắt luôn. Thì giờ em muốn hỏi chị trước mắt là hai cái vấn đề này. Xin cảm ơn bạn ạ. Hỏi nó rất là liên quan đến technique rất là quan trọng khi mà bắt đầu vào AI. Ngày xưa lúc mà mình đi học sang Hàn học đi là mình cũng hỏi luôn là lab có mấy cái server. Cái lab bên mình cái server rất là mạnh. Thế nhưng mà có một cái là cái câu hỏi thứ nhất ấy, đó là nên server nó nên bao nhiêu ấy, thì cái đấy nó cũng tùy bài toán và dữ liệu thôi. Ví dụ như bây giờ mà em chạy nếu mà em chạy thì học thôi ấy, tự chạy những dữ liệu mà NIST chạy để học ấy, thì chạy ở trên Google Lab ấy, là đã đủ để mà em học rồi. Chứ cũng không phải là cần nhiều quá đâu. Tại ví dụ cái data của em là data, ví dụ em chỉ xử lý trên một hình ảnh ấy, thì em dùng trên Google Lab ấy, thế là dùng Google Lab thì đã cũng đủ rồi để mà mình bắt đầu mình import những cái như TensorFlow rồi là
những cái thư viện ấy để mình chạy ấy. Tại vì khi mà chạy thì nếu như máy cấu hình thấp quá mà dùng mà tải trên solo đầy được các thứ không được thì trên Colab, em có nghe Google Colab không? Đấy là cái thứ nhất thì có thể dùng trên đấy để học được rồi và phân tích được dữ liệu là như thế rồi. Còn cái câu hỏi thứ hai là có nên dùng NVDA không ấy thì rất nên. Đấy, vì sao mà hiện tại NVDA nó ta cũng có nhiều cái cả mạnh rồi, nếu nếu mà có điều kiện thì nên, tức là mình cũng có một cái server khoảng tầm như bây giờ mình chạy cái server khoảng tầm ba cái card NVDA thì là đã đủ để mà trên một số cái mô đồ, một số cái dữ liệu đúng đó. Đó thì còn nếu không thì mình cứ dùng trên Google Colab thôi, còn thì đó thì hoặc là có một vài cái chương trình của sinh viên ấy, NVDA có một vài cái foundation của cho sinh viên ấy, để mà của Microsoft ấy thì có thể dùng để mà chạy dữ liệu cloud cũng được. Chứ mà mình cũng không có chưa chưa build một cái bài toán. Trước đây mình chạy một cái bài thì cái dữ liệu nó khoảng tầm 60 GB thì khoảng ba cái NVDA, ba cái NVDA là có thể chạy được. Chứ không không. Đó. Dạ em cảm ơn chị. Cái này, theo lại muốn hỏi về mấy cái ngôn ngữ lập trình á, thì giờ em tìm hiểu là sơ bộ thì cũng biết là nhiều, ví dụ như là có R, có Python, rồi có SQL, rồi có thêm cái terminal của điều hành Linux nữa. Thế thì giờ em muốn hỏi là có bắt buộc là phải học thêm những cái mà cái ngôn ngữ lập trình mà nó gần với cái ngôn ngữ máy hơn á, ví dụ như là C cộng cộng hay là JavaScript rồi vân vân, hay là chỉ là những cái ngôn ngữ mà nó hiện đại, nó gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn như Python là đủ rồi chị? Theo mình thì như hiện tại bây giờ dùng Python là đủ rồi. Còn nếu mà thực ra thì chỉ cần biết một ngôn ngữ thôi thì các cái ngôn ngữ khác bạn sẽ thấy nó cũng 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 nó sẽ rất nhanh tiếp cận. Nên là theo mình thì hiện tại ấy, các cái thư viện chính của học máy ấy, thì dùng Python là chính, Python hoặc Python. Thì thư viện này thì bạn phải dùng Python hoặc TensorFlow. Chứ còn Python là gần như là nó mình có thể dùng hết các thư viện của AI rồi. Cho mình thì nên học Python. Còn còn nếu như học đến ngôn ngữ máy siêu vọng thì cũng tốt, nhưng mà nó không có nhiều thư viện. Ví dụ như dùng C cộng hay C sharp là em có thể build thư viện ngay từ đầu thì sẽ khá là, hoặc là tức là nó không có nhiều cái open source đấy. Như trước mình có dùng build một cái, mình làm mấy cái machine learning cơ bản dùng C sharp chẳng hạn, thì là mình cũng phải tự build từ đầu. Python mình cũng tự build từ đầu được, nhưng mà nó không gần như cái thư viện. Ví dụ trong Python em có thể dùng SQL đấy, nó có sẵn hết các cái mô đồ thì mình có thể để mà nhiều ích cho mình hơn đấy. Mình có Dạ em thể dạ dùng em hiểu rồi, em cảm ơn chị. Dạ. còn nếu như mà muốn build trên những sản phẩm khác ấy, trên trên đấy thì mình thêm SQL các thứ, ví dụ mình build trên sản phẩm cuối ấy, thì thêm để mà build trên đấy thôi, trên trên ứng dụng khác thôi. Không phải là, chứ còn học máy thì chỉ check Yes. Dạ, cảm ơn em Đỗ Phạm Thế Long đã đặt câu hỏi cho chị Nhung. Thì thời lượng của chương trình cũng đã gần 1 tiếng rưỡi rồi. Và mình nghĩ rằng là các bạn cũng đã học hỏi được rất là nhiều điều rất là bổ ích từ góc nhìn của chị Nhung về healthcare, ứng dụng của AI trong healthcare. Thì các câu hỏi mình thấy cũng khá là rộng, và nếu như mà các anh chị em vẫn còn câu hỏi thì có thể follow up với Nhung thông qua email. Thì mọi người có thể xem được email của Nhung trên website của Nhung. Thì trên trang web APSC thì mình có để link đến website của Nhung, và mọi người có thể liên lạc với Nhung thông qua đó. Thì một lần nữa thì mình cảm ơn anh, cảm ơn Nhung rất là nhiều vì em đã dành thời gian chia sẻ với nhóm. Anh nghĩ là một bài của em rất là phù hợp với nhóm APSC cũng như là đối tượng độc giả, tại vì mọi người học được những cái khái niệm cơ bản đi từ lịch sử cho đến các mô hình, và từ đó em dẫn đến cái nghiên cứu của em, và em giới thiệu một cách rất là tổng quan để mọi người tất cả không có background cũng vẫn có thể hiểu được. Thì đây là anh nghĩ rằng một bài thuyết trình rất là thành công. Như Nhung chia sẻ thì lúc đầu thì ngày xưa Nhung tham gia APC thì mình nhớ lúc đó là Nhung đã rất là nhiệt tình trong việc làm podcast.
thì dự án tuy không còn nữa nhưng mà có những podcast ngày xưa thì vẫn còn, nếu mà anh chị em chưa bao giờ nghe thì có thể lên trên SoundCloud và search IBSG podcast thì mọi người sẽ nghe được các số của cách đây 6-7 năm trước, thì cũng là một cái kỷ niệm nho nhỏ của Nhung với nhóm. Thì một lần nữa cảm ơn em Nhung ha, và chúc em sẽ thành công hơn nữa trong con đường nghiên cứu của em sắp tới. Và em cảm ơn anh nha. Em cũng xin cảm ơn anh Vũ, cảm ơn chị Thỏa, cảm ơn chị Huyền, cảm ơn chị. Nói chung là khi mà tham gia vào nhóm là em cũng có rất là nhiều cái học hỏi được rất là nhiều thứ từ các anh chị và cũng được motivate rất là nhiều theo con đường academic ấy, chứ không là có khi là tay đứt chi từ lâu rồi. Ok, em cảm ơn các anh chị. Ok. Rồi, bye bye em ha. Hy vọng sẽ nghe thêm những tin tức tốt đẹp hơn từ em nữa. À, chúc mọi người chủ nhật cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã dành trong rất nhiều lựa chọn đã dành một tiếng để lắng nghe mình. Ok. Rồi, bye bye. Ok.